xin được nhiệt liệt hoan nghênh chào đón sự có mặt của toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình Gala Dinner IAC 2019. Xin được thay mặt những người làm chương trình, chúng phép MC Di Nam xin được gửi lời chào, lời cảm ơn và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đã có mặt trong chương trình Gala Dinner buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình Gala của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có ba nội dung chính: phần mở đầu, phần chương trình giao lưu và phần cuối cùng đó chính là phần bế mạc. Và kính thưa quý vị, mỗi độ xuân qua hè đến, tay kêu phượng nở báo hiệu một mùa hè vô cùng sôi động và náo nhiệt. Và đây cũng chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong năm để những du khách quan có thể thỏa mình vào bầu không khí vô cùng tuyệt vời này. Và kính thưa quý vị, đã có một người từng nói với tôi, để xây được một bức tường vững chãi, người ta cần một nền móng chắc và những viên gạch xem khít với nhau. Và để công ty có thể vững mạnh, trải dài trên cả đất nước, thì chúng ta phải cần đó chính là những cán bộ nhân viên hết sức năng nổ, hết sức nhiệt tình tham dự vào những chương trình của công ty. Và ngày hôm nay đây, sự có mặt của toàn thể quý vị đó chính là một mốc đánh dấu để nhìn lại trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, cũng như để tổng công ty tạo điều kiện cho anh chị em cán bộ nhân viên được một kỳ nghỉ hơi vui chơi tại bãi biển Hạ Long xinh đẹp và thơ mộng. Tới dự chương trình ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Ngọc Quang, giám đốc hệ thống. Và xin được trân trọng kính mời anh Lê Ngọc Quang sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Anh em cho mình vài phút nhá. Thì gần như là đây là lần đầu tiên ý, mình đứng và phát biểu với tầm 70 người như thế này ý. Mặc dù là mọi khi làm việc với nhau ấy thì cái chuyện này nó rất là bình thường, nhưng mà hôm nay theo cái kiểu như là một cái tâm trạng khác và là một cái hoàn cảnh khác ấy, đâm ra cũng hơi bối rối. Thì mình có một vài cái chia sẻ ngắn gọn thôi. Thì gần như là mọi người cũng đã biết sơ qua về mình rồi, thì bây giờ mình cũng muốn giới thiệu lại một chút. Đấy, thì mình tên là Quang, mình sinh năm 90. Và gần như là năm ngoái khi mà chúng ta đi Sầm Sơn ấy, thì cái nhân lực của chúng ta ấy nó rơi vào tầm 30 người. Nhưng mà đến năm nay khi mà đi du lịch như thế này ấy, đây là một phần mà chưa đi ấy, nhưng mà nhân lực của chúng ta ấy nó đã gấp 3 lần năm ngoái rồi. Thì gần như là nó là một cái điều gì đấy là rất là tuyệt vời đối với mình. Và gần như ấy, đối với quãng thời gian mình làm trong cái cộng đồng của chúng ta ấy, cộng đồng Quang Victory ngày xưa, và bây giờ mình chuyển về hệ thống IAC ấy, thì gần như ấy, cái mục tiêu của mình ấy chính là dịch tất cả anh em ở đây làm sao đấy có một vị trí giống như mình hiện tại, và có một cái mức thu nhập cùng với là những cái tiện ích xã hội ấy nó giống như mình, ít nhất là giống như mình, còn cao hơn ấy thì bây giờ mình đã thấy rồi, có hai người đã cao hơn mình rồi và mình cảm thấy đời rất là tuyệt vời đó. Thì mong rằng ấy trong cái năm nay và sang năm sau ấy, mình nghĩ là ấy, cái nhân lực của chúng ta ấy nó sẽ không còn là 70 người nữa, mà mình muốn nó lên đến tầm là 500 đó. Và rất mong ấy tất cả anh em ở đây ấy, mình chỉ cần tất cả mọi người một điều thôi, mình đoàn kết với nhau mà mình đi xa nhất có thể đó. Và mình sẽ cố gắng hết sức của mình trong cái cuộc đời của mình ấy, sẽ giúp đỡ tất cả những anh em cùng với mình đi đến những cái bến bờ nó xa hơn. Và gần như là mình khẳng định một điều này, tất cả những cái gì mình được trải nghiệm thì mình rất là mong muốn những anh em ở đây cũng được trải nghiệm như mình. Hôm nay nó sẽ là Hạ Long, nhưng mà sang năm ấy mình muốn nó là một cái chỗ khác, nó đẳng cấp hơn, ví dụ như là Nha Trang, Phú Quốc, hoặc là một nơi khác, ví dụ như là Cận Lâm. Hoặc là sang năm nó sẽ đột biến hơn, có nghĩa là mình sẽ không đi trong nước nữa và mình sẽ ra nước ngoài để trải nghiệm. Ok,
Vâng, vừa rồi quý vị khán giả đã được lắng nghe những cái lời tâm sự từ tận đáy lòng của vị trưởng đoàn ngày hôm nay của chúng ta, anh Lê Ngọc Quang. Và đó chính là những gì mà IAC cũng như toàn thể công ty của chúng ta muốn hướng đến cán bộ nhân viên. Và bây giờ quý vị khán giả có thể thấy rằng là tất cả chúng ta đều rất nóng lòng của khai tiệc rồi đúng không ạ? Vị trưởng đoàn kính mến đã nói xong, vậy thì còn chần chờ gì nữa? Ngày hôm nay cho phép MC Dì Nam sẽ là người châm lửa đưa tất cả toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên ở đây lên một tầm cao mới, một vị thế mới, và đặc biệt hơn nữa là một cảm xúc vô cùng mới. Xin mời tất cả hãy rót đầy những ly nước của mình lên. Ai không có bia dùng nước ngọt, ai không có rượu dùng nước lọc, chúng ta hãy rót đầy những ly nước lên nào. Anh em ơi, đi lên đi. Và hãy thêm một động tác nữa, đẩy những chiếc ghế này ra. Đây là những cái rào cản lớn nhất để chúng ta đến với nhau. Hãy đừng đẩy những chiếc ghế này ra và đứng thật cao lên được không ạ? Vâng. Và lần này chúng ta sẽ hô thật to hai ba rô và lần cuối cùng hô thật to IAC. Nhà mình có đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Chúng tôi nghe rất bé. Vâng, vậy thì bây giờ hô thì phải thật to nha. Anh chị em ơi! 1, 2, 3! Sẽ được trở lại trong vòng 1 phút nữa.